các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay cho 10 sổ cái cặp heo Rainbow vàng cùng với dàn đồ chơi chất lượng. Cái chiếc quay cho 10 ngày xưa vốn chỉ dùng làm nhu cầu đi lại, nhưng ngày hôm nay nhiều tay chơi vẫn hướng tới cái mẫu xe cổ này để dọn tạo những điểm nhấn nhá, tạo nên một sân chơi đa dạng dòng xe độ cho thị trường Việt Nam. Cấu ảnh đầu tiên ở phần đồng hồ điện tử, cấu tạo về mặt diện mạo bên ngoài rất giống với cô sổ chính hãng từ DeLong. Cũng là hiển thị những thông tin chỉ dạng là LCD như là báo giờ, nhiệt độ, volt, vòng tua máy. Ngoài ra còn có 7 màu nền hình. Ngoài ra còn có thêm 7 màu sắc nền cho chủ nhân tha hồ lựa chọn, tránh cái sự nhàm chán. Nhìn xuống cái dàn chân trước thấy những cấu ảnh rất là quen thuộc. Heo dầu Rainbow logo nhỏ 2 bánh xứng được tháo ra từ một số dòng xe của nhà Piaggio, được người thợ canh làm là cái phát CNC phù hợp với ốc lỗ của cái phục trước với kích thước là 260mm của cái đĩa JS. Còn đây là những góc ảnh của bộ các chân KFC chính hãng của Honda Hà Lan. Nhìn cảm thấy là đơn giản, nhưng để lắp được cái bộ các chân này phải canh chỉnh chấm hàng rất nhiều chi tiết. Và bên cạnh đó còn thêm cái bộ gấp nhôm CNC được gia công sắc nhét đến từng chi tiết nhỏ, đem lại sự cứng cáp cũng như cái độ thẩm mỹ cho chiếc xe cưng. Nguyên quán cái chiếc Honda Way cho 10 dụng là phanh đùm sau, nhưng do ở phần dàn chân con xe này chủ nhân đã lên cho em ấy cái phanh đĩa sử dụng cái heo dầu Rainbow logo nhỏ làm điểm nhấn. Cặp phục này đã quá thuộc trong giới chơi xe quay rim ở Việt Nam nên mình sẽ không nhắc đến quá nhiều. Dàn chân dụng cái mâm kiểu dáng giống như cái với thương hiệu Daytona, sơn cái tông màu cam nhìn cũng vô cùng ấn tượng nổi bật trên cái nền áo bạc, cũng như là những xung quanh cái cảnh của chiếc xe đang đứng. Luvias 1.5 độ kịch độc với diện mạo mới cùng cái dàn chân siêu khủng. Cái chiếc Luvias 1.5 là mẫu xe tay ga cỡ nhỏ từng làm mưa làm gió thị trường xe từ lúc ra mắt vào những năm 2013. Đến thời điểm hiện tại thì nó dần bị quên lãng bởi những thủ tay ga đồng khúc có thiết kế thể thao hơn, đi cùng với những tính năng hiện đại hơn. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bản độ dành cho những tín đồ Luvias ra đời mỗi ngày, dẫn chứng là cái chiếc Luvias 1.5 độ kỹ như dưới đây. Xem qua tổng thể thấy chủ nhân đã làm mới cái phần dàn áo với cái sự tươi tắn thể thao hơn, với gam màu xanh dương kết hợp cùng với bộ tem mang phong cách Indo với những họa tiết màu vàng óng ánh. Đi cùng với đó là thay đổi đơn giản nhưng tạo điểm nhấn hài hòa cho mắt người xem bởi những món đồ chơi kiện cứ mức giá cực cao từ các hiệu nổi tiếng như Rainbow, Harley Davidson, và chúng ta cùng xem chi tiết mình dưới nhé. Dàn góc này thấy được toàn bộ những chi tiết ở phần trước đã được thừa hưởng từ cái chiếc Mio là người anh em của Luvias. Chủ nhân đã chia sẻ cụ thể là phần đầu, chó đèn, đèn hậu sau là của Mio, gắn như zin chứ không cần phải chế đầy cả. Việc đổi như thế này nhìn em ấy trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Hệ thống phanh ba lá trước được nâng tầm mạnh mẽ hơn với đĩa của Gaffer, cái tem đi cùng với lồng nhôm xi kết hợp cùng heo Rainbow hai bánh xứng logo lớn, đã có sự hỗ trợ của bát nhôm xi chạy từ máy, độ chính xác cực cao trong từng chi tiết. Việc chơi heo của Rainbow không chỉ hướng tới phong cách kiển mà nó còn giúp cải thiện rõ rệt hiệu năng dụng cho bánh trước. Cái giảm sóc sau từ hãng Holin dành cho các mẫu xe Vario hay chia sẻ từ chủ xe thì nó được gắn như zin, không cần phải minh là cái chuyện gì hết. Việc chơi phục Holin giúp chiếc xe trở nên đẳng cấp rất nhiều, đem lại cái sự nhún nhảy hợp lý trong mọi loại hình, cho độ nhún đi mãi hơn. Lớp zin được thay thế bằng cái lớp Michelin Gloss. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, lần tiếp nhớ like, subscribe.